Vậy lời đầu tiên cho phép quý xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay và chúc cho Sun Studio ngày càng lớn mạnh hơn ạ. Và chúc cho chúng ta sẽ có một buổi tối thật là ý nghĩa. Và sau đây ca khúc Gửi Nắng Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, xin gửi đến toàn thể quý vị. Anh ở trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mặt hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra em một ít nắng vàng trong giá rét của thợ cây, nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy, có tình thương tha thiết ở trong này. Anh hiểu sức vươn của những cành đào trong giá rét vẫn nở hoa ngày Tết, như cây thông vững vàng trong giá rét. Em hãy là cây thông xanh nghe trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mặt hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra một ít nắng vàng trong giá rét của thợ cây, nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy, có tình thương tha thiết ở trong này. Anh hiểu sức vươn của những cành đào trong giá rét vẫn nở hoa ngày Tết, như cây thông vững vàng trong giá rét. Em hãy là cây thông xanh nghe hai miền cùng vào một vũ chiêm, hai vựa thóc cũng nặng tình của đất, cùng vào mùa một ngày vui thống nhất. Lúc nào em hiểu thấu lòng em, gửi nắng cho em, gửi nắng cho em, gửi nắng về
sưởi ấm những bàn tay. Xin cảm ơn quý vị.